Thưa quý vị, nhằm giúp phụ huynh cũng như học sinh không phải chịu cảnh nắng nóng giữa trưa đứng chờ trước cổng trường, đồng thời giảm nguy cơ gây mất an toàn giao thông giờ tan trường, đoàn thanh niên thị trấn An Phú, huyện An Phú triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động công trình nhà chờ đưa rước học sinh. Đây là công trình nhà chờ đưa rước học sinh tại trường tiểu học B An Phú, được đoàn viên thanh niên thị trấn An Phú vận động xây dựng và đưa vào hoạt động cuối tháng 3 vừa qua. Nhà chờ có chiều dài trên 10m, rộng 3m, có mái che, băng ghế ngồi, giúp phụ huynh cũng như các học sinh yên tâm ngồi chờ, tránh được nắng mưa. Nó giúp cho cái phụ huynh học sinh là nơi nghỉ chân để mà đợi cái học sinh khi ra về. Thì ngoài ra trước cổng trường thì trước đây cũng là cái đường đi lại nó có khó khăn. Do đó thì thị trấn đoàn thấy được điều đó. Cho nên là mới chọn cái chỗ trường tiểu học B để ra quân thực hiện cái công trình nhằm làm sao để giúp để cho phụ huynh cũng như là học sinh, giáo viên nhà trường đi lại cho một cách nó thuận tiện, dễ dàng hơn. Công trình nhà chờ đưa rước học sinh trước cổng trường ở thị trấn An Phú tuy giá trị không lớn nhưng giảm bớt được sự lo lắng của nhà trường về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, giúp các em học sinh có nơi đợi phụ huynh đón về sau giờ tan học. Giúp cho các em có được cái nơi để mà cho phụ huynh đưa rước, đảm bảo sự an toàn giao thông, thì góp phần rất lớn cho cái công tác giáo dục của nhà trường. Nhà trường sẽ giáo dục cho các em học sinh khi mà ra về thì cũng sẽ ngồi để mà đợi cha mẹ đến để mà đưa rước, để đảm bảo an toàn cho bản thân của các em học sinh. Trong thời gian vừa qua, đối với huyện đoàn cũng như các cơ sở đoàn thì cũng đã sôi nổi thực hiện các công trình phần việc. Vì các công trình phần việc như vậy thì giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên sẽ trưởng thành hơn và sẽ đi theo cái hướng tới cái việc mà xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong cái thời gian tới, đó là tâm trong chí sáng hoài bão lớn. Thì từ đó các bạn sẽ ý thức được trách nhiệm của mình để mà góp phần của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương An Phú. Hiện nay, các đoàn viên thanh niên thị trấn An Phú đã xây dựng được 4 nhà chờ đưa rước học sinh ở hai trường tiểu học A và B An Phú với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình này không chỉ giúp cho phụ huynh và học sinh có nơi ngồi chờ được che nắng, che mưa mà còn làm đẹp mặt tiền của nhà trường và phát huy tác dụng đảm bảo an toàn giao thông, nên được phụ huynh, học sinh và nhà trường khen ngợi và ủng hộ việc làm nhiều ý nghĩa của lực lượng đoàn viên thanh niên thị trấn An Phú, huyện An Phú.